Những ngày qua, khi mà cả nước trên dưới một lòng căng mình chống dịch, qua các phương tiện truyền thông, người dân căng thẳng dõi theo những con số ca nhiễm, nghi nhiễm và có cả con số ca tử vong tăng lên, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Bên cạnh đó, trong khó khăn, hoạn nạn, cũng có những thông tin, hình ảnh làm ấm lòng và vững tin hơn trong cuộc chiến chống đại dịch. Đó là những câu chuyện tình người, sự tương thân, tương ái của dân tộc, nghĩa tình đồng bào giúp nhau trong khó khăn. Cùng với đó, gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch như luồng sinh khí mới, tiếp sức doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn của đại dịch. Tôi rất là xúc động với số tiền này đã ủng hộ cho hai mẹ con tôi. Tôi rất là cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ cho tôi. Em bán vé số mà em nghỉ nay gần 2 tuần rồi. Em bên ủy ban cũng có hỗ trợ em được 750. Thì cũng có vô lúc khổ này cũng rất là đỡ. Từ đó giờ là vì chỉ bán vé số thôi. Và bây giờ nghỉ thì mất đi thu nhập, nhưng mà cũng có nhờ cảm ơn ủy ban thị trấn và ông khu phố trưởng là nhanh chóng liền để đáp ứng, là cũng cho một số tiền vậy đó để mua đồ ăn như rau cà rán rồi thêm cá mắm gì đó để ăn để qua lúc cần dịch. Tại Long An, thống kê ban đầu có hơn 45.500 người thuộc đối tượng được hỗ trợ theo tinh thần nghị quyết số 68 và nghị quyết số 23 của chính phủ. Đó là những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, lái xe ôm truyền thống, xe xích lô, tự làm, hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ vé số lưu động và một số công việc phải tạm ngừng hoạt động theo quy định chống dịch. Từ bài học kinh nghiệm thực tiễn qua việc thực hiện nghị quyết 42 năm 2020 của chính phủ, thì nghị quyết số 68 vừa được ban hành xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Các tiêu chí, điều kiện đưa ra thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ tiếp cận với chính sách, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để triển khai, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các chính sách cũng như là các nguồn lực để thực hiện. Hiện nay, các địa phương đã cơ bản chi hỗ trợ xong cho đối tượng bán vé số, các nhóm đối tượng còn lại đang được khẩn trương thực hiện. Qua rà soát thì huyện có khoảng 4.000 lao động tự do bị ảnh hưởng. Đến thời điểm này thì huyện đã tổ chức chi trả được 769 người là người bán vé số, khoảng 500 là lao động tự do. Trong thời gian tiếp tới thì huyện sẽ khẩn trương rà soát, tiếp tục thực hiện công tác chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong cái dịch Covid-19. Thì đến thời điểm này thì riêng cái 6 nhóm đối tượng của theo cái quyết định 23 thì huyện đã rà soát được, một là cái nhóm đối tượng về cái vé số, toàn huyện là có khoảng là 568 đối tượng, thì huyện hỗ trợ 50.000 một ngày, thì với tổng số tiền là gần 500 triệu. Về cái đối tượng thứ hai trong 6 nhóm đối tượng là cái đối tượng là lao động tự do, với khoảng là trên 2.500 lao động tự do, thì cũng với cái mức là 50.000 đồng một ngày, thì tổng số tiền là khoảng là gần 1.9 tỷ. Huyện cũng tập trung rà soát 4 nhóm đối tượng còn lại để cho tạm ứng cái ngân sách của huyện để giải quyết càng sớm càng tốt, thực hiện song song. Đồng thời thì công tác phòng chống dịch và cái công tác rà soát các cái đối tượng theo 6 nhóm đối tượng này càng chính xác thì càng đảm bảo. Thì quan điểm là không bỏ sót, không bỏ lọt một cái nhóm, một cái người nào thuộc 6 nhóm đối tượng chính sách để hưởng các cái chế độ theo đúng quy định. Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2021, toàn tỉnh Long An đã chi hỗ trợ người lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Trong đó, hỗ trợ trực tiếp cho hơn 16.300 người lao động tự do với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng, hỗ trợ gần 10.500 người bán vé số lưu động với số tiền gần 7 tỷ 500 triệu đồng.
đối với các đối tượng lao động tự do khác đã triển khai hỗ trợ cho hơn 6.120 người với số tiền gần 4 tỷ 600 triệu đồng. Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp, xét duyệt và tiến hành hỗ trợ cho các đối tượng lao động tự do khác, phấn đấu trước ngày 25 tháng 7 năm 2021, hoàn thành việc hỗ trợ cho tất cả các nhóm đối tượng lao động tự do. Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19, tức F0, và người phải điều trị cách ly y tế F1 cho hơn 5.300 người với số tiền gần 9 tỷ đồng, hỗ trợ cho nhiều trẻ em trong các khu cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An thống kê số tiền tạm tính được giảm mức đóng bảo hiểm xã hội 12 tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là hơn 104 tỷ đồng. Số đơn vị được giảm là trên 5.200 đơn vị, số lao động được giảm là gần 300.000 người. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Long An cũng đang hướng dẫn và khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên nhiều hồ sơ liên quan đến gói hỗ trợ, doanh nghiệp, người lao động có thể đăng ký qua Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và nếu là hồ sơ giấy có thể gửi qua Dịch vụ Bưu chính. Thứ nhất, đó là cái chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Thì trong đó liên quy định là người sử dụng lao động sẽ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng. Và thời gian thì áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho cái người lao động phòng chống đại dịch COVID-19. Và cái nội dung thứ hai đó là cái chính sách hỗ trợ cho cái người lao động và cái người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thì điều kiện để được áp dụng chính sách này đó là cái người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc là đang tạm dừng đóng vào cái quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4 năm 2021. Kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn, thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian ngừng việc, tạm hoãn hay là nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Về cái nội dung thứ ba, đó là cái chính sách hỗ trợ đào tạo và duy trì việc làm cho cái người lao động. Thì người sử dụng lao động sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, chính sách cho vay hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Nghị quyết số 23 của Thủ tướng Chính phủ có nhiều điểm đổi mới theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, thuận lợi nhất cho các tổ chức doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 tiếp cận nguồn vốn. Một điểm mới nữa đó là khách hàng được vay vốn để trả lương ngực nhiệt, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa là 3 tháng trên một người lao động. Đồng thời, mức vay hàng tháng cho ngừng việc phục hồi tăng hơn 50% so với gói hỗ trợ của năm 2020. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hiện cũng đang khẩn trương phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh để trình Ủy ban nhân tỉnh xây dựng cái kế hoạch triển khai thực hiện cái chương trình cho vay này. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An cũng đã tổ chức tập huấn quán triệt cho tất cả cán bộ về các cái nội dung được quy định theo cái nghị quyết 68 cũng như là cái quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ để sẵn sàng tiếp nhận xử lý hồ sơ đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng quy định. Tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền sâu rộng đến các cái tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn biết về chủ trương, chính sách trên các cái kênh truyền thông. Chúng tôi xác định là coi cái việc triển khai cái chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong cái thời gian tới. Đẩy mạnh công khai cái chính sách đến các cái điểm giao dịch xã, mỗi cái cán bộ ngân hàng là một cái tuyên truyền viên, tuyên truyền đến toàn thể doanh nghiệp
cũng như là người dân trên địa bàn để nắm và biết có thể tiếp cận tới cái nguồn vốn này. Để tiếp cận được cái nguồn vốn vay thì người sử dụng lao động cần đáp ứng một số cái tiêu chí chủ yếu như là đơn vị có người lao động làm việc theo hợp đồng, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm mà đề nghị vay vốn. Nếu mà vay mà trả lương ngừng việc thì người lao động là phải ngừng việc liên tục từ 15 ngày trở lên, không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm mà đề nghị vay vốn. Rồi doanh nghiệp phải có cái phương án hoặc cái kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Theo đó thì doanh nghiệp là tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về cái tính chính xác, cái tính trung thực đối với cái số lao động mà bị ngừng việc cũng như số lao động mà đang làm việc theo hợp đồng. Với gói hỗ trợ ảnh hưởng đại dịch COVID-19 trước đây, gói hỗ trợ theo nghị quyết số 68 được xây dựng trên quan điểm về những nguyên tắc mới, nguyên tắc hiệu quả và khả thi bằng việc yêu cầu xây dựng tiêu chí tạo điều kiện phải thuận lợi cho các đối tượng dễ dàng tiếp cận, được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định an sinh xã hội cũng như giúp người lao động và những người sử dụng lao động có luồng sinh khí mới thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch và vừa phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, nguyên tắc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai minh bạch và xây dựng các tiêu chí điều kiện thuận lợi để người lao động và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận chính sách. Chúng ta tin tưởng rằng chính sách hỗ trợ này sẽ đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần ổn định xã hội và tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của chính phủ.